Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 18 tháng 6, Tổ công tác Liên ngành Trung ương đã đến thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế huyện Thoại Sơn theo đề nghị công nhận huyện Thoại Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Thực hiện nội dung thẩm định hồ sơ, Tổ công tác Liên ngành Trung ương đã khảo sát thực tế vùng phát triển sản xuất, cảnh quan môi trường, hệ thống giao thông, công tác xử lý rác thải, nước thải của một số doanh nghiệp, khu cụm dân cư trên địa bàn Thoại Sơn. Một số công trình cơ sở hạ tầng như công ty giày da TBS thị trấn Phú Hòa, trường trung học cơ sở Định Thành, khu di tích văn hóa Ốc Eo, trung tâm hành chính xã Vọng Đông, công ty lương thực Thoại Sơn, thiền viện Trúc Lâm An Giang. Sau khi khảo sát thực tế, Tổ công tác Liên ngành Trung ương đã có buổi làm việc với văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh và huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn với các nội dung thông qua kết quả khảo sát, góp ý hồ sơ trình tự thủ tục xét công nhận huyện nông thôn mới của Thoại Sơn. Tại buổi làm việc, đại diện các thành viên của Tổ công tác Liên ngành Trung ương đã đánh giá cao các kết quả xây dựng nông thôn mới của Thoại Sơn, công tác chuẩn bị hồ sơ khá tốt, khá cơ bản, đầy đủ, chi tiết, nhiều thông tin được thể hiện trong báo cáo hồ sơ, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Còn lại một số những nội dung, mặc dù các ông chí cũng báo cáo từ đây, tôi xin đề nghị các ông chí là có thêm một số cái phân tích nó kỹ hơn. Thứ nhất là đối với cả sản xuất, mặc dù chúng ta nói rất kỹ từng cái mô hình, nhưng các ông chí cần có đánh giá tổng thể về giá trị sản xuất chung trên địa bàn của huyện. Kết quả thực tế cũng như hồ sơ thì một lần nữa thay mặt cho đoàn công tác thì các ông chí thành viên trong đoàn góp ý rất là chi tiết. Về cơ bản thì nếu như theo thang điểm chấm như báo cáo ông chí đã gửi ra hội đồng thì chắc là hồ sơ chúng ta cũng ngót nghét được 7,5 đến 8 rồi. Ông chí hoàn chỉnh thêm chút xíu nữa thì hoàn toàn có thể điều kiện để chúng ta tổ chức báo cáo để trình họp hội đồng thẩm định trung ương. Còn chất lượng thực tế thì hiện nay là với những cái góp ý của các đồng chí thành viên trong đoàn là mong muốn cho Thoại Sơn tiếp tục phấn đấu lên nữa, đặc biệt là chắc là Thoại Sơn thì về lâu dài vẫn là một cái huyện trọng điểm về nông nghiệp. Hiện nay chúng ta tỷ lệ nông nghiệp còn chiếm như trên 50%, công nghiệp và dịch vụ là 35%, còn thương mại thì mới 15%. Thì trong thời gian tới có lẽ là các đồng chí tiếp tục phải xác định rõ những cái huyện mà chúng ta lên làm nông thôn mới nâng cao và những huyện chúng ta làm kiểu mẫu. Kiểu mẫu ở đây thì chắc chắn là kiểu mẫu gắn với sản xuất, có thể là gắn với một số cái mô hình về ô cóp. Tôi đề nghị các đồng chí chúng ta khẩn trương chúng ta thực hiện cái này cho nó sớm và mong rằng các đồng chí trong đoàn công tác đồng tiến các anh chị chúng ta giúp cho Thoại Sơn, bởi vì ở đây không phải chỉ là Thoại Sơn mà của tỉnh. Trách nhiệm này của tỉnh mà ban thường vụ đã kết luận từ năm ngoái tới năm nay thì trong sự nỗ lực phấn đấu của huyện, các sở ngành và kể cả của chỉ đạo của tỉnh rất nhiều. Mà kết quả này có thể nói là khẳng định trong cái vùng đất của Thoại Sơn này, một cái huyện mà đầu tiên của tỉnh là được nhận anh hùng hai lần. Lần thứ nhất là của lực lượng vũ trang và lần thứ hai anh hùng lao động. Mà thứ ba, kỷ niệm 40 năm này nó có ý nghĩa rất lớn, không phải về mặt kinh tế mà về chính trị và xã hội lan tỏa của tỉnh An Giang. Với sự chuẩn bị chu đáo và đầy đủ, tin là Thoại Sơn sẽ sớm được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2018. Đây là niềm vinh dự và tự hào của Thoại Sơn, là thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện.